Xin chào các bạn, video này sẽ hướng dẫn các bạn lồng ghép ảnh hoặc là video vào chữ trong PowerPoint. Đầu tiên sẽ là lồng ghép ảnh vào chữ trong PowerPoint. Mình sẽ mở một trang trắng trên PowerPoint. Sau đó chọn Insert Pictures để chèn một tấm hình vào đây. Mình sẽ căn chỉnh như thế nào đó cho cái ảnh đó nó vừa với cái khung trong cái slide trắng này. Như vậy mình đã có cái hình nó vừa với cái khung slide rồi. Sau đó mình click trái chuột vào cái slide này. Mình bấm Ctrl C để copy cái slide này ra. Và sau đó mình bấm Ctrl V 2 lần để mình có 3 cái slide đều có cái hình bông hoa này. Và mình sẽ thao tác ở cái slide thứ 3. Mình sẽ chèn một cái chữ vô cái slide ảnh thứ 3 này. Mình viết từ Rose ha. Mình sẽ chọn phông chữ Copper Black và chọn cỡ chữ đó là 120. Mình chọn phông chữ này bởi vì nó to và khi mình lồng ảnh vào thì mình thấy được cái ảnh nó trong cái chữ này. Mình sẽ di chuyển chữ đến vị trí của bông hoa. Mà sau đó mình sẽ chọn cái thanh công cụ Format và mình chọn Merge Shapes thì mình chọn cái công cụ Intersect. Thì khi đó mình đã thấy là cái ảnh là đã được lồng vào cái từ Rose rồi. Mình sẽ cắt cái chữ này và mình dán vào cái slide ảnh thứ hai. Như chọn Format, chọn Color và chọn công cụ Wash Out. Như vậy mình đã có cái nền mờ và cái chữ nó đã nổi trên cái nền này rồi. Mình để ý kỹ cái chữ này ha. Thì khi mà mình lồng cái hình ảnh vô rồi á thì nó khớp với cái hình bông hoa phía sau. Tiếp theo mình sẽ chọn công cụ Transitions và chọn Zoom để khi mình trình chiếu thì nó phóng to ra, nó rất là đẹp. Ở đây các bạn có thể thêm âm thanh nè. Và mình kéo dài cái thời gian để mình trình chiếu đó là 1.25. Bây giờ mình trình chiếu thử nha. Đầu tiên mình có một cái bông hoa hồng, đó là slide số 1. Và sau đó nhờ vào cái hiệu ứng wash out cho nên mình sẽ có được cái từ Rose nằm đằng trước so với cái background mờ phía sau. Số 2 đó là lồng ghép video vào chữ trong PowerPoint. Rồi, mình cũng có một trang trắng như thế này và sau đó mình sẽ chèn một cái hình. Mình lặp lại các bước khi nãy, mình chọn một cái hình về đại dương, trong đó có mấy chú cá này. Mình sẽ cho cái ảnh này nó vừa với cái khung slide. Tương tự như khi nãy thì mình cũng chèn một cái từ vào đây. Ở đây mình chọn cái từ Fish.
và mình sẽ chọn cái phông chữ khi nãy ha, và cỡ chữ là 350, rất là to. Để khi mình chèn video vô thì mình trong cái chữ này thì mình thấy những con cá nó bơi lội trong đó. Việc tiếp theo đó là mình bấm Ctrl A để mình chọn cả hai ảnh ha, ảnh và chữ. Sau đó mình chọn thanh công cụ Combine trong Merge Shapes, thì khi đó cái từ Fish này nó biến thành màu trắng rồi. Sau đó mình sẽ chèn cái video vào. Mình cũng kéo video này vừa với cái khung của slide luôn. Sau đó mình chọn Playback và mình chọn cái Automatically. Mình tích vào cái nút Loop Until Stopped, có nghĩa là mình sẽ cho nó chạy tự động ha, cho đến khi mình ngừng cái việc trình chiếu lại. Sau đó mình click phải trên cái video và mình chọn Send to Back. Như vậy nó đã nằm phía sau cái chữ rồi. Và mình sẽ chọn vào cái ảnh khi nãy ha, mình bấm chọn vào cái ảnh, mình chọn Format. Mình sẽ chọn Wash Out giống như khi nãy để cho nó làm mờ cái phông nền phía sau. Và bây giờ mình xem thành quả thôi. Mình sẽ thấy cá nó bơi lội trong những cái chữ này, bởi vì cái video nãy mình đã thiết lập là nó nằm phía sau cái chữ. Cái background là một cái nền của cái ảnh mờ, mà cái video mình đã chèn phía sau chữ, cho nên giờ nhìn chữ thì coi như là giống như mình đang xem video trong đó vậy. Rất là đẹp và sinh động. So với cái việc mình viết chữ Fish rất là đơn giản mà rất bình thường, nó sẽ ấn tượng hơn xíu. Trong video này mình đã tìm một số ảnh và video nó nằm ở trong hai cái trang, đó là videvo.net và cái trang thứ hai đó là trang pixels.com. Đây là những cái trang web mà nó cho phép mình tải những hình ảnh và video miễn phí về ha. Như vậy là mọi người đã hiểu cái cách mà mình lồng ghép ảnh hoặc là video vào chữ trong PowerPoint rồi nhé. Tạm biệt mọi người.